Trong bài phát biểu của mình, tôi muốn chia sẻ với quý vị về ba vấn đề. Thứ nhất là một vài suy nghĩ về tình hình thế giới và khu vực. Thứ hai là về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Và đặc biệt là chính sách của Việt Nam đối với Ấn Độ Dương và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và vấn đề thứ ba là về quan hệ Việt Nam-Australia và triển vọng. Thưa các quý vị, thế giới bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21 với vô vàn biến cố khó lường. Lần đầu tiên nhân loại trải qua một đại dịch với quy mô chưa từng có, tổn thất vượt xa mọi dự báo. Kể từ sau chiến tranh lạnh, chưa bao giờ môi trường chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế lại đứng trước nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay. Tác động dai dẳng phức tạp của đại dịch cộng với những căng thẳng, xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những chao đảo của thị trường lương thực, năng lượng và tài chính tiền tệ, sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng đã xóa đi nhiều thành quả giảm nghèo, phát triển của hàng thập kỷ qua và đang gây ra những khó khăn to lớn, đa chiều cả cho trước mắt và lâu dài đối với nhiều nước trên thế giới. Toàn cầu hóa gặp nhiều cản trở và sức ép về chọn bên trong cạnh tranh địa chính trị khu vực và toàn cầu. Các mâu thuẫn giữa hợp tác và cạnh tranh, giữa độc lập và phụ thuộc, giữa phát triển và tụt hậu trở nên hết sức gay gắt, phức tạp. Bên cạnh đó, những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng đến người dân, an ninh phát triển của mọi quốc gia. Nhưng bức tranh toàn cầu không chỉ có những gam màu tối. Chúng ta vẫn lạc quan và hy vọng để hướng về tương lai. Thế giới rõ ràng là đang dần vượt qua đại dịch COVID-19. Dịch bệnh không làm chúng ta sụp đổ mà khiến chúng ta mạnh mẽ và chúng ta đoàn kết hơn. Các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo đang được thúc đẩy lan tỏa một cách sâu rộng. Trong khi toàn cầu hóa gặp khó khăn, thì hàng loạt các sáng kiến liên kết hợp tác kinh tế mới ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Thế giới không có chiến tranh, nhân loại không có đói nghèo là nguyện vọng chung, là mẫu số chung cho nỗ lực của sự hợp tác toàn cầu. Khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động. Đây là khu vực hội tụ 4 trong nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hầu hết các dự báo về thế giới ngày nay đều thống nhất một điểm. Thế kỷ này là thế kỷ của châu Á. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 và sự tùy thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa các quốc gia đã chỉ ra rằng không có một nước nào, dù là cường quốc giàu mạnh, có thể tự mình vượt qua hết mọi khó khăn, và cũng không có nước nào, dù nhỏ đến mấy, mà không có cơ hội để vươn lên, để phát triển. Trong nhiều trường hợp, thách thức và khó khăn lại chính là động lực cho đổi mới và phát triển. Thời gian vừa qua, trước thách thức từ bên ngoài, Australia đã hỗ trợ, đã nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng tự cường, đa dạng hóa thị trường, tăng sức chống chịu của nền kinh tế. Đó thực sự là kinh nghiệm tham khảo quý báu cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hòa bình, hợp tác để cùng phát triển vẫn là dòng chảy chính của thời đại chúng ta, là nguyện vọng thiết tha của mọi quốc gia trên thế giới và cũng là khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân. Các nước đều chia sẻ nhận thức rằng không phải chủ nghĩa dân tộc vị kỷ hay cường quyền áp đặt, mà chính là chủ nghĩa đa phương cùng hợp tác, liên kết và hội nhập phù hợp với luật pháp quốc tế mới là cách thức tốt nhất và cũng là con đường sáng để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Trong tình hình đó, Việt Nam mong muốn và cam kết mạnh mẽ
tham gia cùng với các nước, trong đó có Australia, viết tiếp những trang sử mới, tươi sáng của khu vực, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng chung trên toàn thế giới. Thưa quý vị, nội dung thứ hai tôi muốn chia sẻ là về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhất là đối với khu vực Ấn Độ Dương và châu Á, Thái Bình Dương. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng hơn 13 lần, quy mô GDP tăng khoảng 18 lần so với những năm đầu đổi mới 1986. Từ một nước có quan hệ đối ngoại hạn chế, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ, và Quốc hội Việt Nam cũng đã có cái quan hệ với hơn 140 nghị viện trên toàn thế giới. Việt Nam tự hào đã đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế, trong đó có hai lần là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thành viên Hội đồng Nhân quyền, Chủ tịch ASEAN, nước chủ nhà của Đại hội Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132. Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu đầy khát vọng do Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đề ra. Trong đó chúng tôi muốn nhấn mạnh hai cái mục tiêu 100 năm. Mục tiêu 100 năm lần thứ nhất là đến 2030, kỷ niệm thành lập 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển có thu nhập trung bình cao. Và mục tiêu 100 năm lần thứ hai đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Trong mọi chủ trương chính sách, chúng tôi luôn đặt người dân ở vị trí chủ thể và trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển, nhằm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, không để một ai bị tụt lại, bị bỏ lại ở phía sau. Để đạt được khát vọng cao cả đó, Việt Nam trước hết phát huy mạnh mẽ nội lực của cả dân tộc, đồng thời kiên trì thực hiện đúng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vào năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, rằng Việt Nam muốn làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với bất kỳ một ai. Trong 77 năm đấu tranh giữ vững nền độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước, Việt Nam luôn kiên trì thực hiện tinh thần cao quý ấy. Với đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chúng tôi tiếp tục thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện và sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trong tổng thể chung về chính sách đối ngoại, chúng tôi hết sức coi trọng các nước láng giềng ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995. 20 năm sau, chúng tôi cùng các nước thành viên ASEAN khác thành lập cộng đồng ASEAN với tôn chỉ một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng. Từ năm 2019, song song với việc xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết,
Việt Nam đang cùng các nước thành viên khác hiện thực hóa tầm nhìn của ASEAN về hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN cùng với các đối tác, trong đó có Australia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đây sẽ tiếp tục là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh gia đình ASEAN, Việt Nam cũng không ngừng mở rộng mạng lưới bạn bè thông qua các quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập 30 quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, bao gồm tất cả các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực và các đối tác quan trọng khác. Trong đó, Việt Nam luôn coi Australia là người bạn quý, là đối tác chiến lược quan trọng. Thưa các quý vị, nội dung thứ ba tôi muốn chia sẻ là về quan hệ Việt Nam, Australia và triển vọng của mối quan hệ đó. Trong nửa thế kỷ qua, lịch sử quan hệ hai nước tuy có lúc thăng trầm, nhưng hợp tác cùng phát triển luôn là dòng chảy chính. Công cuộc đổi mới của Việt Nam không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ và hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó Australia là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên nối lại viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam. Mà hôm qua khi làm việc với Bộ trưởng Giáo dục của các bạn, thì chúng tôi cũng nhắc lại là Australia là một trong những nước đầu tiên của phương Tây mà cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam từ năm 1974, khi chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao là 1973. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2009, đối tác chiến lược toàn diện tăng cường vào năm 2015 và đối tác chiến lược vào năm 2018. Và chúng ta đang hướng tới tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn. Điều này cho thấy quan hệ hai nước đã trưởng thành theo thời gian và ngày càng vững chắc theo năm tháng. Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Australia ở khu vực và coi Australia là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Chúng tôi tin rằng Australia sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng và đóng góp ngày càng lớn hơn vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Những sáng kiến thiết thực của Australia đã góp phần định hình cấu trúc phù hợp tác tại khu vực như tại APEC hay đối tác Mekong Australia. Sự ủng hộ kiên định của các bạn đối với vai trò trung tâm của ASEAN với các giá trị nền tảng của chủ nghĩa đa phương với trật tự dựa trên luật pháp quốc tế sẽ củng cố niềm tin và kỳ vọng của chúng tôi về Australia, một quốc gia, một đối tác có ý thức sâu sắc về trách nhiệm và nghĩa vụ với cộng đồng quốc tế. Ngày nay, quan hệ Việt Nam và Australia đã chuyển từ quan hệ đối tác viện trợ sang đối tác chiến lược trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi, chia sẻ nhiều lợi ích và quan điểm chung về phát triển và an ninh trong khu vực. Đồng thời, ngày nay, các bạn vẫn dành cho Việt Nam cái viện trợ không hoàn lại lớn nhất. Và trong năm nay, cũng đã tăng thêm 18% so với năm 2021. Nâng con số viện trợ không hoàn lại này của Úc cho Việt Nam lên đến xấp xỉ là 100 triệu đô la Úc. Hợp tác chính trị quốc phòng an ninh được mở rộng và trở thành một trụ cột chiến lược trong quan hệ hai nước, góp phần xây dựng và vun đắp hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau và mở đường cho những bước tiến tích cực trên nhiều lĩnh vực khác. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc vừa có một chuyến thăm rất thành công đến Việt Nam. Và ngày hôm qua tại thủ đô Canberra, tôi cũng đã có một cái buổi gặp và trao đổi hết sức là cởi mở, thực chất và hiệu quả với cả Ngài Thủ tướng, Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các vị Bộ trưởng
như Bộ trưởng Quốc vụ Khanh đặc biệt, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch và các cái vị bộ trưởng khác. Hợp tác kinh tế thương mại luôn là điểm sáng góp phần đưa quan hệ Việt Nam Australia vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Ngay trong khó khăn dịch bệnh, kim ngạch thương mại của chúng ta trong năm qua cũng đã tăng đến gần 50%, 49%. Và 10 tháng đầu năm nay, thì kim ngạch hai chiều của hai bên đã đạt con số là khoảng 12,5 tỷ đô la. Và chắc chắn năm nay sẽ vượt cái mốc là khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác phát triển giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu, vun đắp nền tảng xã hội bền chặt cho quan hệ hai nước. Với hơn 30.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia, hợp tác giáo dục đã trở thành sợi dây văn hóa, nhịp cầu hữu nghị, kết nối bền chặt giữa hai dân tộc của chúng ta. Số lượng sinh viên này, thì theo như Bộ trưởng Bộ Giáo dục, hôm qua tôi có cái buổi gặp, thì nói là đứng thứ tư sau Trung Quốc, sau Ấn Độ và sau Nepal. Thì tôi mới tự hỏi là tại sao lại sau Nepal? Vì sao Nepal lại đưa học sinh sang đây học nhiều như vậy? Chúng tôi chắc chắn là sẽ vượt qua và không chỉ nằm ở top 4 đâu, mà phải lên top 3 hoặc là còn cao hơn nữa. Và sáng nay chúng tôi đã có một cái diễn đàn về hợp tác giáo dục giữa hai nước hết sức là thành công. Và nhiều cái bản ghi nhớ hợp tác được kết nối trực tiếp giữa cơ sở giáo dục đại học của các bạn với khoảng 20 trường đại học mà tháp tùng theo đoàn của chúng tôi cũng đã tự thân nói lên cái điều đó. Và gần 15 cái MOU thì đã được ký kết và trao cụ thể tại cái diễn đàn này. Như vậy, hợp tác về giáo dục không chỉ giúp cho hai nước chúng ta phát triển cái đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, mà hợp tác về giáo dục và đào tạo đã trở thành sợi dây văn hóa và là nhịp cầu hữu nghị kết nối bền chặt giữa hai dân tộc của chúng ta. Cộng đồng người Việt Nam tại Australia với hơn 350.000 người cũng đã và đang đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, Việt Nam rất trân trọng, Australia đã hỗ trợ kịp thời với khối lượng rất lớn, 26 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Đúng là người bạn trong lúc khó khăn mới là người bạn đích thực. Và Việt Nam cũng có câu là trong cơn hoạn nạn thì mới càng hiểu tỏ lòng nhau. Và chính cái nguồn viện trợ vaccine rất to lớn của Úc và các đối tác khác đã giúp Việt Nam tuy là một nước đi sau về vaccine nhưng sớm trở thành một trong 6 nước trên thế giới có cái tỷ lệ bao phủ vaccine lớn nhất thế giới. Và Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh, mở cửa hoàn toàn nền kinh tế từ mùng 1 tháng 3 năm 2022. Và do đó mà tăng trưởng kinh tế của quý 3 đã đạt con số kỷ lục là 13,37%. Và 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã có cái mức tăng trưởng là 8,83%. Chúng tôi tin tưởng năm nay chúng tôi sẽ có cái mức tăng trưởng ít nhất là 8,5%, với cái mức lạm phát được kiểm soát khoảng 2,7-2,8%. Thưa các quý vị, quan hệ nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Úc đã có nhiều bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của quan hệ song phương. Với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn nghị sĩ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện, nhất là trong xây dựng thể chế và hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, hai nước quốc hội cũng đã có ủng hộ tích cực lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai nước là thành viên, như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, Diễn đàn Đối tác Nghị viện AU, ASEP, v.v. Quan hệ song phương bền chặt chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng quan hệ sâu sắc giữa nhân dân hai bên. Do đó, là những người đại biểu của nhân dân,
Nghị viện hai nước là cầu nối quan trọng kết nối mục tiêu phát triển của hai quốc gia và nguyện vọng tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước của chúng ta. Có thể nói quan hệ Việt Nam-Úc đang ngày càng phát triển bền chặt hơn bao giờ hết. Sau 50 năm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài để đưa quan hệ hai nước phát triển đến một tầm mức mà ở thời điểm thành lập, không một ai, dù là người lạc quan nhất, có thể hình dung ra được. Năm 2023 là năm hữu nghị, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Úc. Đây là thời điểm để hai đảng cầm quyền, hai quốc hội, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta thúc đẩy hợp tác thực chất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nắm bắt thời cơ và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đưa quan hệ đối ngoại của chúng ta lên một tầm cao mới. Để hiện thực mục tiêu đó, đi đôi với các lĩnh vực hợp tác toàn diện đang được triển khai, tôi muốn nhấn mạnh thêm ba nội dung sau đây. Trước hết, cần tăng cường gắn kết kinh tế thương mại, coi đây là trọng tâm và động lực phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong đó, cần thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối hạ tầng hàng hải, hàng không trong khuôn khổ song phương và đa phương, tiểu vùng và khu vực, phối hợp chặt chẽ cùng với ASEAN trong tranh thủ hiệu quả các sáng kiến hợp tác liên kết kinh tế ở khu vực. Thứ hai, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chiến lược quốc phòng và an ninh, trong đó hai nước cần ưu tiên cùng nhau đẩy mạnh hợp tác khu vực và toàn cầu để ứng phó với các thách thức đang nổi lên như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh lương thực, năng lượng, tài chính, an ninh biển, cùng nhau hỗ trợ phát triển bền vững, tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại tiểu vùng sông Mekong, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, khuyến khích các nước lớn, các đối tác đóng góp có trách nhiệm và hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Thứ ba, xây dựng thành công các trụ cột hợp tác chiến lược về trí thức, về giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo, cùng hỗ trợ nhau thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả với Úc trong tất cả các lĩnh vực năng lượng xanh, công nghệ xanh, nông nghiệp xanh, kinh tế xanh và kinh tế số. Thưa tất cả các quý vị, tôi lạc quan về tương lai quan hệ Việt Nam-Úc trong 50 năm tới. Hai nước chúng ta đang đứng trước những cơ hội lớn lao để đưa quan hệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng tới tầm vóc cao hơn. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã từng nói, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tôi tin tưởng rằng quan hệ bền chặt cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau giữa Việt Nam và Úc sẽ tiếp tục là nhân tố bất biến để hai nước vượt qua và chiến thắng những vạn biến khó lường tại khu vực về thế giới trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Tôi xin chúc Viện Chính sách Việt Nam Úc phát triển một cách thành công. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị.